Hello chào các bạn, hôm nay nhà mình sẽ đi ăn quán, một cái quán đồ ăn châu Á của người Việt mới mở ở ngay trung tâm Praha. Mình sẽ review cho các bạn xem quán này thế nào nhé. Quảng trường Václav đây người Việt quen gọi là quảng trường con ngựa. Đây là một trong những điểm du lịch chính của Praha. Gần cuối quảng trường thì có một cái hẻm như thế này và mình đi vào. Quán của người Việt, địa điểm cũng là trung tâm và rộng đẹp như thế này thì cũng là không nhiều đâu các bạn ạ. Mở thực đơn xem là có gì nào. Đây là những cái loại nước này. Có rất là nhiều loại trà. Trà của Việt Nam, trà xanh, trà nhài, rồi trà hoa cúc, hoa hồng. Các loại cà phê Việt Nam nào. Cà phê đá, cà phê bạc xỉu, rồi cà phê phin này. Rồi thì là bia Sài Gòn. Bia Sài Gòn bên này bán đắt hơn cả bia Brazen luôn. Quán này là quán sushi. Cho nên là nó thiên về đồ sushi và đồ Nhật. Một số món chính của Nhật và Việt Nam và một số món của Séc. Cơm này, khoai tây này, rau nướng này, măng tây nướng này và có cả món thịt heo nữa này. Có vẻ rất là nhiều món đặc biệt. Quán như thế này thì không phải là quán bình dân rồi. Phở bình thường tính ra tiền Việt cũng khoảng gần 300.000 Việt Nam đồng và phở đặc biệt thì là khoảng hơn 600.000 Việt Nam đồng. Phở đặc biệt thì thấy có thêm bít tết bò với lại mọc và bò viên. Có hai loại súp của Thái là tôm yum và tôm kha gai, hai cái loại này ngày xưa mình biết nấu. Các loại salad xoài, salad đu đủ với salad bơ. Mình gọi trà hoa hồng thì được một cái bình như thế này và giá là khoảng hơn 6 eo, tức là khoảng 170.000 Việt Nam đồng. Ít hoa hồng quá nước nó chả vàng lên được tí nào cả. Salad tataki là cá hồi kho qua. Cá hồi gì? Khó qua. Cá hồi khó qua ướp qua. Ớt khô của Nhật và tí gừng lên ạ. Đây là rau rucola kèm theo ạ. Nên là bò tataki là steak. Steak khó qua. Khó thôi. Khó qua ở trong nó hơi chín tới. Khó như là kiểu như là nướng chân giò. Nướng lửa. Kiểu như là khó chân giò để làm giảm cây. Món khai vị thì mỗi người thử một miếng xem thế nào. Trông nó khá sống nhưng mà nó có nhiều ớt cho nên là ăn cay thì cũng được. Cá hồi cũng khó qua giống như là thịt bò nhưng mà mình không quen ăn sống lắm cho nên là mình thử tí tí thôi. Món salad thì gồm có tôm luộc lên rồi trộn với xoài và rau sống thì ăn cũng được. Món này gọi là món mix này. Nó gồm có tôm chiên cốm, mấy loại nem chả giò với há cảo. Cái nem ấy thì con mình ăn khen thơm, thế là mình phải ăn thử thì đúng là có mùi gì thơm thơm lạ lạ thật ý. Mình mới phát hiện ra đấy là mùi rau húng quế các bạn ạ. Trong nem có rau húng quế thì nó cũng là một cái đặc biệt ở cái quán này. Món ramen của Nhật thì là nó giống như là kiểu mì tôm ấy. Đang làm món hoa lá cảnh. Mì tôm là hoa kìa, tôm cốm. Xoài. Nhìn 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 nhìn. Nem dế. Chả giò không có gì đặc biệt. Món sushi cơm nắm Nhật được bày biện rất là đẹp. Đây là gồm hai loại sushi rán. Có một chút cá sống nhưng mà mình không ăn được cá sống nên là phần lớn là ăn sushi rán. Thì cái vỏ sushi rán thì nó hơi bị dày quá, nó hơi cứng. Mình thích ăn cái sushi là không có cái sốt dưới vào, có cái sốt dưới vào nó nhanh ngắn. Không thấy gì, chưa có. Thế rồi, thế là lướt lã rồi, không đúng rồi. Em sợ. Sao có vino gì? Vino trắng hay là đỏ? Trắng. Trắng thì có các chú uống cốc hay là cánh chai. Có Pinot Grigio và hoặc là có Riesling. Pinot Grigio thì nó ngọt hơn. Không uống ngọt. Cả hai là khô hết nhưng mà là kiểu như Trocken mới ngon. Dạ. Trocken như của Pháp hay của thế nào? Trocken khô đấy. Trocken. Cái đấy thì em có hai loại cơ à? Rosti ban ý thì là hai loại thôi, nhưng mà chai thì có nhiều loại hơn. Thế em sẽ mang cái vinyl list này nhé. Lấy chai uống cả gái cũng được.
hôm nay khoai lái xe. Hoa không những cái này. Mình chụp cái này. Khói chụp hết cả khói rồi. Khói ma giờ phết đi. Bán khói nó đi xuống. Khói rất đặc biệt này, khói đi xuống. Các cháu phục vụ ở đây đều trẻ và được sinh ra ở đây, cho nên là nói tiếng Việt hơi lơ lớ. Thế nhưng mà được cái rất là tươi cười niềm nở với khách hàng, thì đấy là một điểm cộng ở đây. Miếng này là một miếng thịt rán. Ta cũng có rượu nè, có rượu là mới ăn này. Nó có cái lá. Hãng này là ngon nhất trong cái buôn buôn với cái vùng này á. Cái này là từ Chardonnay, là cái bí nho là cũng gọi là Chardonnay, và cái trà rượu này cũng rất là chua chua. Ai thưởng thức ạ? Chai này là Chablis Premier Gris, là cái loại mà ở nhà mình rất là hay uống. Món thịt bò bít tết và khoai lang rán. Có một viên tròn tròn ở cạnh cái giỏ khoai lang rán ấy, nó là carabana tạch. Carabana tạch đấy thì được làm bằng những cái rau củ họ xay ra, họ nắm vào xong rồi họ rán lên thì ăn nó bở bở. Bò bít tết thì rất là mềm ngon và bày biện đẹp, thì chấm điểm cho cái món này là 9,5 điểm. À nhưng mà cái carabana tạch thì nó lại hơi bở, nó không ngon lắm thì trừ đi 0,5 điểm. Khoai lang này thì là cái loại khoai mà họ cắt sẵn xong rồi họ cho vào túi đóng đá ở trong siêu thị ấy. Thì cái loại này nó hơi mềm và nó nhạt. Nhưng mà thôi, trình bày đẹp và màu sắc hấp dẫn cho nên là được gỡ lại điểm, không bị trừ. Cái sốt chấm này thì ngon hơn là cái sốt chấm vàng. Thịt bò ngon lắm, hơi chín. Cách bài trí của quán như thế này cũng là đẹp đấy, thể hiện được đặc trưng của châu Á và có vẻ huyền bí nhưng mà không bị rườm rà. Nếu mà mình cần tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nhỏ thì ở đây cũng thích hợp, bởi vì nó có những cái góc cũng riêng tư một chút. Mình đi về lúc này khoảng gần 11 giờ đêm. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chào các bạn.